của chúng tôi, một trí thức sáng danh của đất nước. Thầy của chúng tôi, giáo sư nhà văn Trương Cửu, đã đi qua cuộc đời này 87 năm với bao nhiêu vinh quang rạng rỡ, nhưng cũng không ít nhọc nhằn vất vả. Người thầy, ngày thầy về cõi thiên thu, trong đài trước đài hoàn vũ, tôi đã kính cẩn thưa: thầy ơi, chuyện đời là thế, cái gì đáng qua đi sẽ qua đi, cái gì đáng còn lại sẽ còn lại, những vinh quang của thầy sẽ còn lại. Đúng là thế. Năm 2002, nhà nghiên cứu Trình Bá Đính đã cho ra mắt tập sách Nguyễn Bách Khoa Khoa học văn chương, tựa như một lời nhắc người Việt Nam ta đừng quên vị tác giả này nhé. Năm 2007, Trình Bá Đính có thêm nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Sơn lại cho ra mắt bạn đọc sách Trước Từ Tuyển Tộc Nghiên Cứu Phê Bình. Năm 2008, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp 95 năm ngày sinh của giáo sư Trương Cửu. Đài truyền hình Vĩnh Phúc dựng phim chân dung giáo sư nhà văn Trương Cửu. Năm 2009, Nguyễn Hữu Sơn lại cho ra mắt bạn đọc sách Trương Cửu Tuyển Tộc Văn Xuôi. Và hôm nay còn thêm cả cuốn sách này nữa. Và đặc biệt là hôm nay, vào ngày sinh 100 năm của nhà văn, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kỷ niệm. Rõ ràng là giáo sư Trương Cửu cùng bút tranh Nguyễn Bách Khoa đã và đang nhanh chóng hồi sinh mỡ màu với đất nước, với chúng ta.